Hoan Hỷ giải đáp cho con thấy trong tạng kinh và chú giải có nói các chúng sanh sau khi quá vãng rồi sanh làm chúng sanh trong địa ngục, là bàn sanh, loại ngạ quỷ ở cách xa nhân loại, là chư thiên, là phạm thiên. Dù cho quyến thuộc rủ nhau làm phước hồi hướng đến những người này cũng không có tác dụng gì đến họ cả trong việc giải thoát sanh tử từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, mà chỉ có lợi ích đến người hồi hướng mà thôi. Chỉ có duy nhất một loài ngạ quỷ có thể nhận được. Con thấy sư có chia sẻ nhiều về việc này, nhưng con cũng có thấy một số clip sư nói đến việc cúng dường ca tăng bố thí và hồi hướng phước đến các hàng chư thiên phi nhân vân vân để họ có thể hoan hỷ. Điều này có mâu thuẫn với kinh và chú giải không ạ? Mong thầy giải đáp giúp con. Sư thưa quý vị, là sư có căn cứ để nói là khi chúng ta làm phước thì nên hồi hướng đến chư thiên và phi nhân. Bởi vì phi nhân ở đây là các cái hàng địa cư thiên, thì họ vẫn được tính là chư thiên. Xin thưa là ngay cả các loài dạ xoa thì vẫn được tính là chư thiên nhé. Chứ mình đừng có đem dạ xoa mà mình gom vào cái hàng ngạ quỷ. Không phải, ngạ quỷ khác, dạ xoa khác. Nó có hai cái căn cứ mà sư chia sẻ với quý vị. Căn cứ đầu tiên là Kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ. Đức Thế Tôn nói với những ai hồi hướng phước đến chư thiên, có lòng thương tưởng chư thiên, thì chư thiên cũng thương tưởng đến họ. Cái đó là cái căn cứ đầu tiên. Cái căn cứ thứ hai là ở trong chú giải Pháp Cú có một cái trường hợp là một cái vị sa di khi mà xuất gia, còn 7 tuổi xuất gia đó, thì khi mà tụng kinh, quý vị nghe cho rõ nha, vị này tụng kinh chứ không phải bố thí nha, vị này tụng kinh. Mỗi lần tụng kinh xong thì vị này thường hồi hướng đến mẹ, nhưng mà không có nói rõ là mẹ ở kiếp nào, thì không có nói, chỉ là hồi hướng phước đến mẹ thôi. Thì cái người mẹ, cái này là ở trong pháp chú giải Pháp Cú nha, người mẹ ở kiếp này không nghe được, không biết được, cho nên không hưởng được. Còn cái người mẹ ở kiếp quá khứ lúc bấy giờ là một con dạ xoa, và con dạ xoa này hưởng cái phước hồi hướng của vị sa di và rất hoan hỷ. Nhờ cái hưởng cái phước này đó, ngay cả chư thiên á là cũng gọi là tôn kính, kính trọng cái vị dạ xoa này. Nói như vậy để quý vị thấy rõ là mình hồi hướng phước đến chư thiên và phi nhân là được. Sở dĩ sử dụng cái từ phi nhân thì phi nhân ở đây là bởi vì một là các hàng ngạ quỷ, mà sư nói cái hàng ngạ quỷ thì đôi khi á sẽ làm cho một số Phật tử chưa hiểu đạo họ bị tổn thương, cho nên là một số ngạ quỷ sư cũng gom vào trong phi nhân luôn, tại vì phi nhân inhuman, tức là không phải loài người, là phi nhân. Cái thứ hai là các hàng địa cư thiên, như là các loài dạ xoa nè, các loài càn thác bà, các loài thọ, các vị thọ thần á, thì sư cũng gom vào luôn trong các hàng phi nhân. Bởi vì khi mà mình nói đến chư thiên thì hiếm ai lắm, hiếm ai mà họ nghĩ đến là dạ xoa mà đưa vào trong chư thiên. Thường họ nghĩ là chư thiên chắc phải lên tới cõi Đau Lợi mới tính. Cho nên là sư dùng luôn cái từ phi nhân là dành cho dùng chung cho các cái loại đó đó. Cho nên là nó không có đi ngược ha. Rồi, không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tư có cái nhìn như thế nào? Nếu mà lỡ ông Hạnh Tuệ ông nói sai thì cứ phan thẳng. Thưa quý vị, thật sự câu hỏi này nó nếu mà quý vị chịu khó nghe, tại sao chị thấy nha, chị thấy những câu hỏi về giống như là về người bà cõi này nè, người bà cõi này nè, là sư thấy là tần suất mà để thành tại trả lời trên kênh đó cũng khá là nhiều á.
Nếu quý vị mà chịu, chỉ cần chịu nghe lại, và thậm chí là trong trong giáo lớp giáo lý căn bản luôn, quý vị chịu, chỉ cần quý vị chịu đọc chậm rãi và suy tư thôi, là quý vị sẽ hiểu thôi, chứ nó cũng không, nó cũng không có hiểu hay là có mâu, không mâu thuẫn gì đâu, đúng không? Thì ở đây là Đức sư cũng đã hoàn toàn đồng ý với Đức Thanh Tuệ. Nhưng mà riêng riêng này sư thì sư cái, trong cái câu hỏi nè, sư cảm giác nha, sư cảm giác là cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, có thể thôi là chưa có hiểu rõ vấn đề này lắm, vấn đề mà gọi là hồi hướng đó. Nếu mà để hiểu rõ cái việc hồi hướng này nè, sư cho lời khuyên là cái vị này đọc cái bài kinh Tăng Chi 10 pháp, bài kinh có tên là Janusuni, nghe là tên của vị Bà La Môn đó. Thì trong đó một chi tiết quý vị phải nên hiểu là gì nè, quý vị đừng có nghĩ, có nghĩa là đừng có bi quan quá, là khi mình hồi hướng đó, mình hồi hướng đi đúng đúng thật sự là chỉ có một loại ngạ quỷ quyến thuộc của mình đó, nếu mình rơi vào đúng một loại ngạ quỷ đó thì mới nhận được thôi. Nhưng mà mình đừng có nghĩ như vậy, tại vì trong kinh Tăng Chi 10 pháp á, bài kinh Janusuni á, thì ông Bà La Môn nó hỏi Đức Phật là nếu mà ngài nói như vậy á, thì chắc có trường hợp mà không ai nhận được. Thì Đức Phật nói là không, không có, nếu mà không có trường hợp nào mà nói là không nhận được hết trơn á. Thì ông hỏi là tại sao, thì Đức Phật ngài mới nói là phải hiểu là cái vòng, cái bắt đầu của cái bắt đầu của cái chuyện sinh tử nè, có nghĩa là cái điểm khởi đầu á, cái điểm khởi đầu mà trong vòng sinh tử của bà, của mỗi chúng sanh này nè, là không có điểm khởi đầu, không có điểm khởi đầu. Thưa nghe quý vị phải nghe rõ, không điểm khởi đầu nha, nó vô cùng tận. Cho nên chính vì đó đó, cái việc mình làm phước á, thì mình hãy cứ hồi hướng đi, mình hồi hướng đến những cái chúng sanh mà trong Tam Tạng kinh mà chú giải có đề cập, đúng không? Mình cứ hồi hướng đi. Cỡ xin thưa quý vị, cỡ nào cũng có quyến thuộc mình nhận được, xin thưa một lần nữa là cỡ nào cũng có quyến thuộc mình nhận được, và nhận thậm chí nhận nhiều nữa, nhiều hơn quý vị rất là tưởng tượng tượng nữa. Chứ quý vị đừng, cái đại loại quý vị đừng có bi quan quá, nói là mình là hướng vậy thôi, chỉ chắc chỉ có rơi ông bà vừa mất là chỉ rơi, chỉ không biết có rơi vơ rồi hạn có hạn nó không, hay là lên chư thiên không nhận được, đúng không? Thì quyến thuộc mình ngay trong hiện tại thì mất có thể không được, nhưng mà quyến thuộc quá khứ mình quý vị rất là nhiều, nó vô cùng tận, đúng không? Quý vị biết được cái hình dung, cái sự khởi đầu, có nghĩa là cái sự mà hiểu được cái vòng mà sinh tử đó, nó vô cùng tận thế nào, quý vị đọc trong Tương Ưng, Tương Ưng Vô Thủy, quý vị biết được, nó khủng khiếp, nó khủng khiếp, thì đọc mà nổi da gà, nó khủng khiếp cả nào đó. Xin thưa cũng kết thúc cái câu trả lời ở đây. Thì đây là cái bài kinh mà Đại Đức Tuệ Tường vừa mới nói đó, quý vị có thể tìm tìm xem. Đây. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.